Vâng, thưa quý vị, và ngay bây giờ xin được mời tất cả quý vị chúng ta cùng thưởng thức chương trình Hô Hát Bài Chòi. Xin được mời quý vị cùng thưởng thức. Chưa bữa đầu ai cũng mừng thầm
bấy lâu yên tĩnh nay đoàn đoàn cũng vui. Được ít ngày thì niềm vui lại mất. Nhạc đêm ngày tan tác đi lỗ tay. Âm thanh vô tất chẳng chừa ai còn cô phải ý thức liệu cây bài mới cũ kia. Nếu không xin bà mũ đầu xanh mùa ban thường khăn phái cho cô tay ngỡ ấm. Dễ thì giải mà khó quá thâu ổn thân. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Con hướng ra rồi, con hướng ra rồi, tôi đây mà hô tiếng là hô tiếng rồi. Con nhìn nó trả đây, con nàng tình bạn chi đàn nguyện hàng cấu đất mẫu đàn đàn yêu. Đêm khuya trăng tỏ gió thân, là chuyện tôi cũng biết mà đàn bà thì chưa. Bye.
bác còn ra rồi, bác còn đã ra rồi, mời bà con cô bác lắng lặng nếu mà nghe tôi bố còn hài. Con thì nó ra đây, nghe nói là nha, học rộng hiểu cao lắm đó mà. Anh cũng bình thường thôi mà. Nói nữa hay? Nào nói đi. Nói đi. Rồi nói nghe. Nhưng nghe đồn học không anh cao, vậy thì đó anh biết được chỗ nào. Ôi mơ này, cái câu này dễ hạt người ơi à. Em á, mà không biết thì anh ngồi giải cho. Anh ơi, giải đi, giải bằng con nghe cho. Thừa thiên là chỗ đời chính, có cần đôi này ngã tờ. Có hương giang, có người mình, một thời là chốn mê kinh của người. Danh lam thắng cảnh cũng nhiều, phổ hoa đôi dòng chiều. Dòng chiều cửa xe, bà con mày là cái con kinh xe. Con xe đó là tôi. I speak again, I speak. Rồi, kia đã tới. Trống nọ đã dục quan. Hiểu đâu? Để chuẩn bị sẵn sàng phần quà để tặng cho người trong thử mới. Xin được trân trọng kính mời vị khách có được tôi đợi đến đây có ba chữ sai được 8 giây trở về sân trời để đón nhận cái phần quà của Vivian của ban tổ chức như chúng tôi. Xin được trân trọng kính mời. Tôi xin được thay mặt cho ban tổ chức xin được chúc mừng hai vị khách may mắn đã trúng thưởng trong suốt lần đầu tiên của chương trình tại Liên Minh. Xin được cảm ơn quý vị rất nhiều và liên tục chương trình sẽ mời quý vị chúng ta sẽ cùng nán lại để cùng đến với hội bài trò thứ hai trong buổi chiều ngày hôm nay. Đúng vậy. Đã.